Theo các nhà khảo cổ học, đây là thành phố tuyệt vời, là nơi hội tụ của nhiều nền văn hóa. Thành phố đã có người ở từ hơn 6.000 năm trước. Kể từ đó, nó nhanh chóng tăng trưởng và phát triển trải dài trên diện tích hơn 1.500 km2, khiến nơi đây trở thành một trong những thành phố rộng lớn nhất châu Âu, cũng là một trong những thành phố nổi tiếng nhất trên thế giới. Tính riêng năm 2023, địa điểm này đã được 19,2 triệu lượt khách nước ngoài ghé thăm. Các địa điểm được quan tâm nhiều nhất có lẽ là tàn tích La Mã cổ đại, cùng tồn tại với các tòa nhà chọc trời hiện đại, những hầm mộ cũ với những tuyến tàu điện ngầm. Chúng ta đang nói về London, những tàn tích La Mã nằm bên dưới lòng đất. Hôm nay, chúng ta sẽ đóng vai là những người du khách, từng bước một đi sâu vào lòng đất của thành phố tuyệt vời này và tìm hiểu xem điều gì bí ẩn bên dưới London. Để xem nhiều video thú vị hơn nữa, đừng quên like video này và bấm đăng ký kênh của chúng tôi. Trước tiên, hãy xem những gì dưới chân những tòa cao ốc ở London. Đầu tiên, có một lớp đá lát dày 5-10cm. Sau đó, có thêm 20cm đất. Ở độ sâu 45-60cm là dây cáp điện chạy dưới vỉa hè và những con đường. Các đường ống dẫn khí đốt nằm ở độ sâu 45-75cm. Chúng thậm chí có thể được đặt dưới đường đi bộ và đường cao tốc. Để bắt đầu, chúng ta sẽ đến thăm tầng hầm của một tòa nhà văn phòng trên đường Lower Thames. Nó có tên là The Billingsgate Roman House and Bath, tạm dịch là nhà tắm và nhà La Mã Billingsgate. Năm 1848, những người thợ xây dựng tình cờ phát hiện ra ngôi nhà La Mã tráng lệ. Nhận ra tầm quan trọng của kiến trúc, họ đã bảo quản phần còn lại của nó ở tầng hầm của tòa nhà. Giai đoạn khai quật tiếp theo diễn ra khoảng 100 năm sau đó, vào những năm 1960. Trạm trao đổi than bị phá bỏ và một tòa nhà mới được xây dựng. Tại địa điểm này, các cuộc khai quật tiếp theo đã được thực hiện. Trong quá trình khai quật, các nhà khảo cổ xác định rằng ngôi nhà La Mã được xây dựng vào cuối thế kỷ thứ 2. Các phòng ở phía đông thậm chí còn có sàn được sưởi ấm. Ngôi nhà từng nhìn ra Thames, dòng sông khi đó rộng hơn nhiều so với ngày nay. Tuy nhiên, khi những bức tường ven sông được xây dựng, ngôi nhà cũng như khoảng sân rộng của nó nằm lọt thỏm trong bóng tối. Bạn sẽ làm gì với vùng đất không còn có tầm nhìn đẹp ra sông nữa? Theo một số suy đoán, việc mất đi tầm nhìn đẹp là lý do người ta xây dựng giếng tắm ở đây. Khu phức hợp này được sử dụng cho đến đầu thế kỷ thứ 5. Hàng trăm đồng xu từ cuối thế kỷ thứ 4 đã được tìm thấy trong quá trình khai quật. Ngôi nhà La Mã không phải là kiến trúc duy nhất bị phá hủy. Vào đầu thế kỷ thứ 5, thành phố La Mã rồi đến Londonium, không phải London, thất thủ. Một số nhà sử học nói rằng nó xảy ra vào khoảng năm 410 khi hoàng đế La Mã Honorius từ chối giúp đỡ người dân nước Anh đang chịu các cuộc đột kích của người Barbary. Nhiều tòa nhà ở London trở thành đống gạch vụn. Sau đó, người Saxon bắt đầu xây dựng nhà ở của họ trên những địa điểm này. Mặc dù vậy thì các tòa nhà của họ cũng không tồn tại được lâu vì lý do chiến tranh. Một chu kỳ xây dựng và phá hủy đã kéo dài suốt hàng nghìn năm. Bây giờ, chúng ta hãy đi qua tòa thị chính, phòng trưng bày nghệ thuật ở thành phố London, nơi có lối vào địa điểm tiếp theo, hay đúng hơn là những gì còn lại của nó. Những tàn tích này sâu khoảng 8 mét dưới lòng đất, dưới các lớp mảnh vụn xây dựng và đống đổ nát. Đừng nhầm lẫn, chúng ta không ở Rome. Cụ thể hơn, đây là London's Roman Amphitheatre thời La Mã, có thể tạm dịch là nhà hát vòng tròn tại London. Nếu bạn đang mong đợi điều gì đó hơn thế mà chưa thể phát huy trí tưởng tượng, thì chúng ta đã có sự trợ giúp của một hệ thống trình chiếu kỹ thuật số ấn tượng hoạt động tại đây để lấp đầy những khoảng trống. Nhà hát vòng tròn được xây dựng vào năm 70. Điều đáng chú ý là nó nằm bên trong thành phố, trong khi hầu hết các nhà hát vòng tròn cổ đều nằm bên ngoài. Nó đã được xây dựng lại vào đầu thế kỷ thứ 2. Lối vào được lát gạch và tường được làm bằng đá, với sức chứa của nhà hát lên đến 6.000 người. Nhưng vào thời điểm đó, nơi này được sử dụng cho các sự kiện công cộng và tôn giáo. Nhiều thế kỷ sau, nhà hát vòng tròn đã bị bỏ hoang và hầu hết bị tháo dỡ để làm vật liệu xây dựng. Vậy nên giờ đây, trông nó như thế này. Tình hình vốn dĩ đã thay đổi hàng trăm năm sau đó. Vào thế kỷ 11, khi dân số ở London quá đông, buộc lãnh thổ phải được thu hồi, bao gồm cả tòa thị chính London đầu tiên được xây dựng gần đó. Vào cuối thế kỷ 15, tòa thị chính mới xuất hiện, cùng nhiều tòa nhà khác được xây dựng xung quanh nhà hát vòng tròn đã trở thành quảng trường công cộng của tòa án thị trấn. Bây giờ, hãy cẩn thận đi bộ xung quanh những tàn tích cát này.
đó chính là cát đã bao phủ đấu trường thời cổ đại để hấp thụ máu từ vết thương của đấu sĩ. Cảnh quan nhiều nơi trong thành phố ngày nay, nơi mà bạn có thể đứng cách một trong những nơi bị mất tích chỉ vài bước chân. Điều đó khá thú vị. Vậy bây giờ, chúng ta hãy đi tới độ sâu 11 mét dưới lòng đất để tìm thấy một số trong số chúng. Trước tiên, hãy di chuyển đến đường St. Pancras của London ở trung tâm. Hãy ngắm nhìn những tòa nhà chọc trời bằng kính và thép trên đường Houston gần đó. Thật khó để tưởng tượng rằng đã từng có những cánh đồng cỏ xanh với dòng sông chảy qua đó. Tuy nhiên, gần nhà thờ cổ St. Pancras có một tấm bảng mô tả mọi người đang tắm ngay tại vị trí này trên bờ sông Fleet vào năm 1827. Con sông này là một trong nhiều con sông ở London nhưng đã bị chôn vùi dưới lòng đất. Hàng chục con sông và kênh rạch khác cũng chịu số phận tương tự hơn một thế kỷ trước. Nhưng tại sao chúng lại ở dưới lòng đất và ngày nay trông chúng như thế nào? Có vẻ như những con sông này được sử dụng để lấy nước uống và đánh cá. Tuy nhiên, sông Fleet đã bị ô nhiễm nặng nề khi những người bán thịt ở khu vực Smithfield bắt đầu vứt xác động vật chết vào đó, để rồi nó trở thành một phần của hệ thống thoát nước. Một con sông ngầm khác là Tyburn chảy qua công viên Regent dưới cung điện Buckingham, từng được coi là nơi hoàn hảo để câu cá hồi ở London. Hiệp hội đánh cá Tyburn thậm chí còn đề xuất khôi phục dòng sông này thành một dòng sông đánh bắt cá chính, một kế hoạch khá tham vọng và không khả thi. Bởi để đạt được mục tiêu này sẽ phải phá hủy tài sản trị giá hàng tỷ bảng Anh, bao gồm cả cung điện Buckingham. Mặt khác, sông Effra vốn ẩn dưới sân vận động Oval đã bất ngờ xuất hiện trở lại vào những năm 1950, gây ra lũ lụt trên sân thi đấu cricket do lượng mưa quá lớn, cống bị tràn. Đây chỉ là một trong số những con sông ngầm của London mà thôi. Giờ đây, chúng ta đi qua cống và là một phần của hệ thống thoát nước London. Vì vậy, dòng chảy của nhiều con sông đã bị thay đổi. Hiện tại, tổ chức Wildlife Gardeners of Kyrgyzstan và dự án lươn cộng đồng lưu vực sông Thames đang thu hút các tình nguyện viên khôi phục một số sông. Họ đã thành công trong việc giải phóng con sông ở khu vực Hackney Marsh. Những nỗ lực này không chỉ cải thiện môi trường mà còn giảm thiểu rủi ro về lũ lụt. Còn bây giờ, những người du khách, chúng ta hãy đi xuống sâu thêm một mét nữa. Trong thời kỳ khủng hoảng và chiến tranh, mọi thứ đều thay đổi. Lãnh đạo các nước cũng phải thay đổi lối sống. Winston Churchill trong thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai đã dành rất nhiều thời gian dưới lòng đất trong một bong ke nằm ở độ sâu 12 mét. Nơi này bao gồm các phòng chiến tranh và khu phức hợp ngầm lịch sử, nơi đặt trung tâm chỉ huy của chính phủ Anh trong Thế chiến thứ hai. Bảo tàng thời chiến của ông Churchill nằm dưới tòa nhà kho bạc ở Westminster được bắt đầu xây dựng vào năm 1938 và mở cửa một năm sau đó, một tuần trước khi Anh tuyên chiến với Đức. Họ đã hoạt động trong suốt Thế chiến II và được sử dụng lần cuối vào ngày 16 tháng 8 năm 1945, một ngày sau chiến thắng với Nhật Bản. Sau khi được bổ nhiệm Thủ tướng, Winston Churchill đã đến thăm vào tháng 5 năm 1940 và tuyên bố: "Đây là căn phòng mà từ đó tôi sẽ chỉ đạo chiến tranh." Tại đây, Thủ tướng và các cố vấn chủ chốt đã gặp gỡ 3 tham mưu trưởng, những người đứng đầu chủng hải quân và không quân. Tổng cộng 115 cuộc họp đã được tổ chức trong nội các phòng chiến tranh. Ngoài ra còn có phòng bản đồ, nơi thường xuyên được sử dụng bởi các sĩ quan hải quân hoàng gia quân đội Anh và lực lượng không quân hoàng gia, những người chịu trách nhiệm tóm tắt thông tin tình báo hàng ngày cho nhà vua và thủ tướng, các tham mưu trưởng cùng các lực lượng vũ trang. Những căn phòng thú vị khác ở đây là phòng ngủ của Churchill và phòng điện thoại xuyên Đại Tây Dương, một căn phòng nhỏ cải trang thành nhà vệ sinh riêng để giữ bí mật hàng đầu. Tại đây, ông Churchill và các tướng lĩnh của mình đã gọi cho Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt và các tướng lính Mỹ. Ngoài ra, còn có các phòng ở dành cho nhân viên, nơi họ đã ngủ lại trong lúc những đợt không kích dữ dội xảy ra. Ngày 15 tháng 8 năm 1945, Nhật Bản đầu hàng, kết thúc chiến tranh. Vào ngày hôm sau, ánh đèn trong phòng bản đồ tắt đi. Các văn phòng như một bảo tàng mở cửa đón công chúng vào năm 1984. Đến năm 2003, bảo tàng mở cửa cả những căn phòng khác mà vợ ông Churchill và những cộng sự thân cận nhất đã sử dụng. Chúng ta hãy tiếp tục cuộc khám phá của mình, đi xuống độ sâu 20 mét. Hãy tưởng tượng tình huống sau đây. Bạn muốn gửi, giả sử một lá thư cho một người sống ở phía bên kia thành phố. Nếu trong thời điểm hiện nay, có thể bạn sẽ sử dụng tin nhắn hoặc email để thực hiện việc này. Nhưng gần 2 thế kỷ trước,
việc này phức tạp hơn nhiều. Bạn sẽ phải viết một lá thư, đặt nó vào trong một viên nang kim loại, sau đó đưa nó vào một cái ống và đóng cửa lại để bịt kín đường ống. Một cơ chế cụ thể sẽ đẩy viên nang qua đường ống bằng không khí và ai đó ở bên kia thị trấn sẽ nhận được lá thư của bạn. Nghe có vẻ bất thường đối với một người hiện đại đã quen với nhắn tin và mạng xã hội, nhưng đó đại khái là cách họ làm việc vào lúc ấy. Một công ty điều phối ở London được thành lập vào năm 1859. Họ sẽ chuyển bưu kiện và hàng hóa nhẹ bên trong lòng đất. Hệ thống này đã được ra mắt vào năm 1863 và hoạt động trong 11 năm. Ban đầu, họ đã thử nghiệm công nghệ này vào năm 1861 với số tiền tài trợ là 25.000 bảng Anh, khoảng hơn 800 triệu đồng. Tại thời điểm đó, một đường ống dài 413 mét được lắp đặt, bên trong có đường ray rộng 61cm. Các viên nang đặt vào đó được đậy bằng nắp cao su lưu hóa để làm cho chúng kín khí và đẩy những viên nang này xuống động cơ hơi nước 30 mã lực. Những viên nang có lẽ phải khá nhẹ. Nếu nghĩ vậy thì bạn đã lầm, vì các khoang chứa tất cả các kiện hàng có thể nặng tới 3 tấn và di chuyển với tốc độ 60 km/h. Mỗi tuyến vận chuyển cố định được xây dựng giữa ga xe lửa Houston và bưu điện quận Tây Bắc trên thành phố Everett. Con đường này dài khoảng nửa cây số, có một khoang chở tới 35 bao thư, thực hiện hành trình ngắn giữa các nhà ga chỉ trong 1 phút. 13 chuyến hàng được thực hiện hàng ngày với chi phí hoạt động khoảng 14 euro, tương đương 450.000 đồng. Cuối cùng, công ty đã lên kế hoạch xây dựng một mạng lưới các tuyến đường như vậy ở London. Tuyến đường tiếp theo là kết nối Elston và Holborn. Khi nó đã sẵn sàng vào năm 1865, Chủ tịch công ty, công tước Buckingham thứ ba đã ngẫu hứng chen vào một khoang chứa và lái thử nó giống như một chuyến tàu. Tuy nhiên, các tuyến đường được xây dựng sau đó đã gặp nhiều khó khăn do khủng hoảng tài chính, bao gồm cả bưu điện chính. Vậy nên, vào năm 1874, bưu điện đã ngừng hoạt động. Một năm sau, công ty bị giải thể. Báo chí đưa tin rằng, lý do là do các bưu kiện liên tục bị kẹt dưới lòng đất. Dù gặp các thách thức trong việc vận chuyển thư và hàng hóa, nhưng khi chúng ta đi sâu hơn nữa, sẽ phát hiện ra tuyến đường sắt sâu 21 mét dưới lòng đất. Chúng được thiết kế để chở nhiều người, chứ không phải một người. Đường sắt ngầm này, rộng 61cm, đã được xây dựng trong suốt 10 năm. Năm 1927, tuyến đường được khai trương và hoạt động được 76 năm, cho đến khi đóng cửa vào năm 2003. Nó cũng được sử dụng 22 giờ một ngày với 8 nhà ga, lớn nhất trong số đó nằm dưới thị trấn Mount Pleasant. Vào thời kỳ đỉnh cao, khoảng giữa thế kỷ 20, hệ thống vận chuyển đến 4 triệu lượt khách mỗi ngày dọc theo đoạn đường ngầm dài 10,5 km với tốc độ khoảng 64 km/h, với các bến cuối ở Paddington ở phía Tây và Whitechapel ở phía Đông. Nhưng đến những năm cuối của thế kỷ, lượng khách đã giảm, chỉ 1/3 công suất được sử dụng. Tuyến đường bắt đầu không có lãi. Vào đầu những năm 2000, chỉ còn lại 3 trạm ga tàu còn hoạt động mà thôi. Theo Melrail, chi phí sử dụng đường sắt đắt gấp 5 lần so với việc sử dụng ô tô vào năm 2003. Vậy nên, đường ray dần dần bị đóng cửa, bị bỏ hoang và nhiều lối vào điểm đã bị phong tỏa. Sau này, tuyến đường trở thành nơi tham quan của những vị khách yêu thích khám phá bí ẩn như chúng ta đến thăm. Hành trình của du khách sẽ được sắp xếp bởi Melrail ở Mount Pleasant. Kết thúc tuyến đường sắt ngầm tại London, chúng ta hãy đi xuống độ sâu 24 mét. Hãy nhìn xung quanh, bạn sẽ được chiêm ngưỡng một bản giao hưởng của sắt và nhựa. London chính là nơi đầu tiên trên thế giới xây dựng tàu điện ngầm. Ngay từ thời xa xưa, hình thức vận chuyển này đã rất cần thiết vì đường phố thường xuyên bị tắc nghẽn. Kết quả là đường sắt Metropolitan, hệ thống tàu ngầm đầu tiên trên thế giới, được hình thành. Ý tưởng về một tuyến đường sắt ngầm nối các thị trấn ở London với trung tâm thành phố đã được đề xuất và được cấp phép. Một đường hầm thử nghiệm ngắn đã được xây dựng ở thị trấn nhỏ Kibblesworth. Nó đã được sử dụng trong 2 năm khi phát triển tàu ngầm. Địa điểm này không được chọn một cách tình cờ mà dựa trên đặc điểm địa chất tương tự như London. Ban đầu, đường hầm chịu sự chỉ trích không hề nhỏ. Người ta gọi nó là cống và dự đoán rằng đường hầm sẽ sập, hành khách sẽ chết ngạt vì khói. Thậm chí, một mục sư tin lành còn buộc tội công ty đường sắt đang cố gắng đi vào địa ngục. Những người xây dựng cũng phải lội qua những chướng ngại vật như ống ga và cống thoát nước. Đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Nhưng ngày 10 tháng 1 năm 1863, ga tàu ngầm đầu tiên trên thế giới đã được khai trương, nối liền Paddington và Farrington.
các hành khách xếp hàng chờ một toa xe bằng gỗ, có đèn, được kéo bởi đầu máy hơi nước. Tổng cộng có 38.000 hành khách đã được vận chuyển vào ngày hôm đó. Tàu ngầm đạt được thành công vang dội. Những người trước đây phải mất gần 1 tiếng rưỡi di chuyển, thì giờ đây họ chỉ cần 20 phút nhờ tàu ngầm. Tuy nhiên trong 2 ngày tiếp theo, bắt đầu có những khó khăn bất ngờ. Có quá nhiều người muốn sử dụng tàu ngầm khiến nó không thể đáp ứng. Chưa kể, động cơ của những đầu máy hơi nước tạo ra quá nhiều khói trong đường hầm, hệ thống thông gió ở một số khu vực không thực sự hoàn hảo khiến những hành khách cảm thấy mệt mỏi. Dù vậy, cũng không thể ngăn cản được nó. Trong năm đầu tiên, tàu ngầm đã chở 9 triệu lượt khách. 2 năm tiếp theo, tuyến này đã mở rộng xa hơn về phía đông vào thành phố để đến Bourget và các hướng khác đến Hammersmith. Các tuyến khác đã sớm được thêm vào mạng lưới và các tuyến tàu ngầm sâu hơn cũng xuất hiện. Khí đốt đầu máy xe lửa sau đó được thay thế bằng động cơ điện. Tuyến đường sắt điện ngầm đầu tiên được mở vào năm 1890. Ngày nay, tàu điện ngầm London có 11 tuyến và 272 ga. Mỗi năm, các chuyến tàu của nó đi được xấp xỉ 79 triệu km. Nếu bạn khó hình dung, thì đó là nửa đường tới mặt trời. Cùng với độ sâu 24 mét dưới lòng đất, còn có một địa điểm hấp dẫn khác. Bạn nghĩ gì khi nghe từ hầm mộ Mekong ảm đạm, nơi hài cốt của những con người đã mục nát được cất giấu một cách kỹ lưỡng? Điều đó chắc chắn không xảy ra với hầm mộ Camden mà chúng được sử dụng cho một mục đích khác. Khu phố Camden Town ở Tây Bắc London có niên đại từ cuối thế kỷ 18. Hiện là nơi tọa lạc của chợ đường phố và địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc được gắn liền với nền văn hóa. Trung bình có khoảng 250.000 du khách như chúng ta ghé thăm nó mỗi tuần, đi bộ qua chợ Camden, nơi ít người nghĩ tới điều gì nằm bên dưới nó. Và ở đó, phải chăng hầm mộ Camden là một mạng lưới rộng lớn các lối đi ngầm khép kín, không được công khai với công chúng? Nó được xây dựng vào năm 1837 bởi kỹ sư người Victoria Robert Stephenson. Hầm mộ được sử dụng làm chuồng cho ngựa và ngựa con làm việc trên đường sắt. Những con ngựa đã giúp lái các toa tàu qua lại. Có thời điểm, thậm chí còn có cả bệnh viện thú y dành cho động vật làm việc tại nhà ga vào thế kỷ 19. Sau này, năm 1869, nhà nhập khẩu rượu vang W&A Gibbey chuyển công việc kinh doanh của họ đến ga Camden. Khi đó, hầm mộ đã trở thành một nơi tuyệt vời để lưu trữ rượu whisky và rượu gin. Ngày nay, hầu hết những đường hầm dưới lòng đất không còn tồn tại. Những đường hầm còn sót lại cũng bị đóng cửa vì nguy cơ lũ lụt. Bây giờ, hãy đi sâu hơn nữa, ở tầng đất 36m. Để đạt đến độ sâu này, bạn sẽ cần tìm một tòa nhà hình trống gần đường phía Bắc. Những cấu trúc khác thường như vậy có thể được tìm thấy gần một số ga tàu điện ngầm mà chúng đã được bảo tồn kể từ Thế chiến thứ hai. Đó là điểm khám phá tiếp theo của chúng ta. Những tòa nhà này là lối vào cái gọi là nơi trú ẩn sâu. 8 trong số chúng được xây dựng vào đầu những năm 1940 để bảo vệ công chúng khỏi các vụ đánh bom. Chúng nằm bên dưới các ga tàu điện ngầm London. Mỗi ga có 2 lối vào và có thể chứa tới 8.000 người. Mặc dù có 10 nơi trú ẩn, dự kiến ban đầu cho tổng số 100.000 người, mỗi nơi bao gồm 2 đường hầm song song có đường kính 5m và dài 370m. Chúng tạo thành một mạng lưới các nơi trú ẩn dưới lòng đất. Những nơi trú ẩn được thiết kế để sau chiến tranh, chúng có thể được kết nối để tạo thành tuyến tàu điện ngầm tốc hành. Kế hoạch này vốn đã được thảo luận trước khi bùng nổ của chiến sự, nhưng nó không bao giờ được thực hiện do thiếu kinh phí. Các nơi trú ẩn đã được mở, như đầu năm 1940 trong thời kỳ Blitz, nhằm đáp ứng nhu cầu trú ẩn của công chúng tại các ga tàu điện ngầm ở London, mặc dù chúng cuối cùng vẫn chưa được hoàn thành. Ngày nay, hầu hết các nơi trú ẩn đều được giữ nguyên, nhưng một số sử dụng cho mục đích khác. Chẳng hạn như nơi trú ẩn ở Cranfan Common, chúng được sử dụng làm trang trại ngầm cho đến năm 2023. Hội trường rộng rãi được sử dụng để trồng trọt các loại thảo mộc. Công trình kiến trúc trên đường Chenies được tướng Eisenhower sử dụng làm trụ sở chính trong quá trình chuẩn bị cho D-Day. Nơi này hiện được sử dụng để lưu trữ tài liệu. Một trong những lối vào nơi trú ẩn Stockwell đã được trang trí và biến thành đài tưởng niệm chiến tranh. Nơi trú ẩn Camden trên phố Buck được trang trí bằng bức tranh tường của nghệ sĩ đường phố Nathan Bowen. Nơi trú ẩn tại Crab Passage là nơi duy nhất bạn có thể nhìn vào bên trong. Nó được xây dựng như một phần của tuyến đường sắt mới chạy giữa Bắc và Nam London. Bảo tàng vận tải London tổ chức các chuyến tham quan tới đó như một phần của chương trình ẩn giấu ở London. Đến đây, chúng ta sẽ đi qua những chiếc giường tầng được bảo quản nguyên vẹn.
khoảng 8.000 người có thể bị ép vào những chiếc giường này. Tuy nhiên như đã nói, nơi trú ẩn không bao giờ được sử dụng hết. Tuy nhiên, nơi trú ẩn này rất hữu ích cho những gia đình bị mất nhà cửa. Nơi này dường như khá đông đúc sau chiến tranh năm 1948. Những người nhập cư Jamaica trên Empress Windrush, một con tàu đi từ Úc đến Anh, đã ở đây tới 6 tháng. Nhiều người cuối cùng đã định cư ở các nước lân cận. Chúng ta hãy di chuyển đến địa điểm tiếp theo của hành trình ngày hôm nay ở độ sâu 80m dưới lòng đất. Nó là một cống thoát nước. Ở độ sâu này, hãy tìm hiểu thêm về cấu trúc của nó. Bạn thử tưởng tượng mình đang ở những năm 1850, đi bộ dọc theo sông Thames, có thể ngắm nhìn dòng sông trong trạng thái nguyên sơ của nó. Bạn đang ở gần và có cảm thấy mùi gì đó không? Đúng vậy, nó phát ra từ sông. Vào thời điểm này, 2,5 triệu người đang sống ở London, đồng nghĩa với việc 2,5 triệu chất thải nhà vệ sinh đã được xả xuống cống thoát nước mỗi ngày. Từ đó, chất thải hòa mình vào sông Thames, dòng nước đang chảy chậm chạp thay vì thoát ra biển. Chất thải đọng lại ở đó nên con sông thực sự đã trở thành một cống thoát nước khổng lồ. Nhưng đối với tất cả sự ô nhiễm ấy, người ta vẫn không ngừng lấy nước từ sông để nấu ăn và uống. Đương nhiên rồi, họ bị bệnh. Căn bệnh đã giết chết 15.000 người dân London. Tuy nhiên, chính quyền đã không làm gì cho đến năm 1858. Mùa hè nóng bức khiến dòng sông bắt đầu bốc mùi khó chịu, đến nỗi người ta gọi nó là dòng sông thối vĩ đại. Họ cho rằng nguyên nhân gây ra nhiều dịch bệnh, trong đó có bệnh dịch hạch, là do không khí xấu phát ra từ chất hữu cơ bị thối rữa. Các thành viên trong quốc hội lo ngại đến sức khỏe của họ, nên quyết định vận hành một hệ thống nước thải mới. Kỹ sư Joseph Bajuket được giao phụ trách xây dựng. Ông xây dựng một hệ thống cống ngầm khổng lồ đưa chất thải của London xuôi dòng đến cửa sông Tạm, cách xa các khu vực chính nơi con người sinh sống. 9 năm để các kỹ sư xây dựng 6 cống chặn với tổng chiều dài khoảng 161 km. Như chúng ta đã đề cập, một số con sông ở London cũng được sử dụng để tạo ra mạng lưới thoát nước. Tất cả những thứ này không phải là vô ích. Một hệ thống xử lý nước thải hiệu quả đã giúp đánh bại bệnh dịch chết người. Trong thời hiện đại, cần phải tăng thêm công suất hệ thống thoát nước. Và bây giờ, chúng ta đang nhìn thấy kết quả ấy. Một siêu đường hầm dài 25 km, đó là cống thoát nước nằm sâu 67 mét dưới lòng đất. Tuy nhiên, phần đường hầm dẫn trong hệ thống của nó phải sâu đến 80 mét. Đường hầm chạy dưới sông Thames ở London đã được hoàn thành vào tháng 3 năm 2024. Hiện nay, các cuộc thử nghiệm sẽ được thực hiện và đường hầm sẽ đi vào hoạt động sớm nhất vào năm 2025. Chi phí cho dự án là 5 tỷ pound, tương đương 165.000 tỷ đồng. Các hệ thống thoát nước trước kia ngay dưới bề mặt hầu như đã bị suy yếu do ăn mòn và không thể đối phó với lượng nước khổng lồ cùng với nhu cầu với nước uống của người dân. Chúng ta có thể thấy, dân số tăng nhanh ở London đã dẫn đến sự xuất hiện của hệ thống xử lý nước thải tiên tiến ngày nay, giúp giảm tải cho các đường ống dẫn nước này và bảo trì chúng đúng cách. Các đường hầm bê tông được xây dựng nối liền với các nhà máy xử lý nước lớn ở khu vực phía Tây London, với các trạm bơm ở các quận trung tâm có nhu cầu nước cao. Hệ thống đã mang tới 1.300 triệu lít nước mỗi ngày, có thể lấp đầy 520 bể bơi Olympic. Có lẽ giờ đây, vấn đề nước thải và nước sinh hoạt đã không khiến người dân London lo lắng nữa. Và có lẽ, vài thế kỷ hay vài nghìn năm nữa, hệ thống này sẽ trở thành những công trình cổ đại được các thế hệ sau tiếp tục nghiên cứu và có nhiều phát hiện thú vị hơn nữa. Nếu có thêm những thông tin quý giá về các công trình bên dưới thành phố nổi tiếng thế giới này, đừng quên chia sẻ với chúng tôi ở bên dưới phần bình luận. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.